Mới đây trên mạng xã hội nước Hàn nhiều người bất ngờ đột ngột sẽ chia hình ảnh của một nhỏ nhắn gái được chụp dội trong trung tâm thương mại. Trong ảnh, em nhỏ nhắn có khuôn mặt rất xinh đẹp và ngọt ngào và ngay lập tức trở thành tâm điểm của dân mạng xứ Kim Chi. Tấm hình của cô nàng được chụp dội trong khu vui chơi tại nước Hàn. Ban đầu, có tương đối nhiều người ngờ vực mẹ của em nhỏ nhắn hoặc ai đó đã dùng app chỉnh sửa hình ảnh để tạo thành thần thái đó. Tuy nhiên toàn bộ mọi người đều lầm khi cô nàng đúng thật là có khuôn mặt xinh đẹp như vậy thật qua những hình ảnh khác. Được biết, cô nàng dễ thương và đáng yêu này thực chất đã là một trong những nhóc tỳ mẫu nhí vô cùng nổi tiếng ở nước Hàn. Cô nhỏ nhắn mang tên Won Yu Ye, sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ như búp bê, hai con mắt to tròn lung linh và mái tóc dài suôn mượt. Dù không dùng Instagram, tuy nhiên trên cô nàng có một fanpage chuyên đăng tải hình ảnh cũng thu hút tới hơn 30k lượt thích. Cô nhỏ nhắn đúng là xinh đẹp thật. Yu Ye còn là một trong những mẫu ảnh nổi tiếng của xứ Kim Chi. Thần thái của cô nàng đúng là không đùa được đâu. Sở dĩ có lời cam kết ràng buộc mọi người đã nhầm lẫn về việc người chụp hình có dùng app là vì hình ảnh quá xuất sắc của phụ huynh em nhỏ nhắn. Cả hai đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn không thua kém những diễn viên, người mẫu chân dài nổi tiếng là bao cả. Vì thế cho nên, cô nàng Yu Ye được trao xét là thừa kế gần như là 100% gen xinh đẹp của mẹ. Hình ảnh của phụ huynh em nhỏ nhắn. Yu Ye quả là có tương đối nhiều nét giống mẹ. Nhìn hai mẹ con mà cứ ngỡ là hai những bà mọi người nhỉ. Cùng xem thêm một vài hình ảnh khác của Yu Ye nhé.